Anh Chi kính mời quý vị theo dõi bài viết của tác giả là giáo sư bác sĩ Nguyễn Văn Tuấn với tựa đề Đất nước. Nhìn vào đâu cũng phải ghìm cơn mửa, cả một thời đều cáng lên ngôi là hai câu thơ của nhà thơ Bùi Minh Quốc được tác giả mở đầu bài viết. Nếu gọi là đất nước trên đà suy thoái thì e rằng không chính xác. Theo tôi thì phải gọi là đất nước đang đến hồi tàn mạc và sụp đổ. Thưa quý vị, Nguyễn Văn Tuấn, vị giáo sư bác sĩ nguyên là giảng sư Đại học Y khoa New South Wales and University of Technology Sydney. Ông viết, tôi vừa có một chuyến đi gần một tháng ở bên nhà. Đó là một thời gian tương đối dài đối với tôi, một phần là vì công việc và một phần khác là nghỉ hè. Chính vì hai việc này mà tôi có dịp đi đây đi đó và có dịp quan sát quê hương, không phải từ phòng máy lạnh mà từ thực địa. Tôi e rằng những quan sát và cảm nhận của tôi hơi bi quan. Thú thật, tôi không thấy một Việt Nam sẽ tươi sáng mà chỉ thấy một đất nước sẽ tiếp tục tụt hậu và lệ thuộc, nhất là trong bối cảnh cộng đồng kinh tế ASEAN. Thứ nhất, một đất nước trên đà suy thoái. Cái ấn tượng chung và bao quát trong chuyến về thăm quê là đất nước này đang trên đà suy thoái hầu như về mọi mặt. Mặc cho những con số thống kê kinh tế màu hồng được tô vẽ bởi nhà nước, trong thực tế thì cuộc sống của người dân càng ngày càng khó hơn. Hơn 70% dân số là nông dân hay sống ở miệt quê, nên chúng ta thử xem qua cuộc sống của một gia đình nông dân tiêu biểu gồm vợ chồng và hai con. Gia đình này làm ra gạo để các tập đoàn nhà nước đem đi xuất khẩu lấy ngoại tệ và chia chác, nhưng số tiền mà họ để dành thì chẳng có bao nhiêu. Gia đình này có thể có 5 công đất hoặc cao lắm là 10 công đất. Sau một năm quần quật làm việc bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, cả nhà chỉ để dành được khoảng từ 10 đến 15 triệu đồng, có khi còn không bằng một bữa nhậu của các quan chức. Cuộc sống của người nông dân là nợ triền miên. Đầu mùa thì vay ngân hàng để mua giống, mua phân, mua thuốc trừ sâu. Thu hoạch xong thì phải trả nợ, cộng với tiền lời cho ngân hàng. Rồi đến mùa vụ kế tiếp thì cái vòng vay trả nợ lại bắt đầu. Con của người nông dân đi học thì mỗi đứa phải gánh ít nhất là 10 loại phí khác nhau, có khi lên đến 20 phí. Các trường, các ủy ban nhân dân, các cơ quan công quyền v.v. đua nhau sáng chế ra những loại phí để moi móc túi tiền của người dân vốn đã quá ít ỏi. Họ không cần biết người dân có tiền hay không, phí là phí và phải đóng phí. Không ít gia đình không có tiền đóng phí nên cho con nghỉ học. Đã có tình trạng người dân không đủ tiền để trả viện phí nên tìm con đường tự tử. Môi trường sống thì xuống cấp thê thảm. Sự gia tăng dân số gây áp lực vô cùng lớn đến môi sinh. Mật độ dân số tăng nhanh, ngay cả ở vùng nông thôn. Có thể nói rằng hầu hết các con sông ở Việt Nam đang chết. Tất tần tật, kể cả heo, gà và có khi cả người chết cũng bị vứt xuống sông. Những con sông Việt Nam đang chết vì chúng đã biến thành những bãi rác di động khổng lồ. Đó là chưa nói đến sự xâm nhập của nước mặn vào các con sông vùng đồng bằng sông Cửu Long. Một phần là do mấy cái đập lớn ở bên Tàu xây dựng trên thượng nguồn của sông. Tôi cho rằng sự suy thoái về môi trường là mối đe dọa lớn nhất đến sự tồn vong của đất nước. Ở đất nước này, chính quyền đã mắc cái bệnh vô cảm quá lâu và bệnh đã trở thành mãn tính, rất khó cứu chữa. Cái bệnh vô cảm của chính quyền nó còn lan truyền sang cả xã hội, mà trong đó mọi người dùng mọi phương cách và thủ đoạn để tranh nhau mà ngoi lên mặt đất để mà sống. Có thể nói cả xã hội đang chạy đua. Cái chữ chạy ở Việt Nam đã có một ý nghĩa khác. Dân chạy để đưa con cái vào đại học, vào cơ quan nhà nước để hy vọng đổi đời. Quan chức cũng chạy đua vào các chức vụ trong guồng máy công quyền và họ chạy bằng tiền. Tiền dĩ nhiên là từ dân. Thành ra cuối cùng thì người dân lãnh đủ. Sự suy thoái ở Việt Nam diễn ra trên mọi mặt, từ kinh tế, môi trường, y tế, giáo dục đến đạo đức xã hội. Điểm thứ hai, đất nước đang bị bán. Một anh bạn tôi vốn là một doanh nhân, thành đạt đấy, cứ mỗi lần gặp tôi là than thở rằng đất nước này đang bị bán dần cho người nước ngoài. Mà đúng là như thế thật, ở khắp nơi, từ Đà Nẵng đến Nha Trang, tận Phú Quốc, người ta quy hoạch đất để bán cho các tập đoàn nước ngoài xây resort, khách sạn, căn hộ cao cấp. Một trong những ông chủ mới thừa tiền để mua tất cả của Việt Nam là người Tàu lục địa. Chẳng những đất đai được bán, các thương hiệu của Việt Nam cũng dần dần bị các tập đoàn kinh tế nước ngoài thu tóm và kiểm soát. Chẳng hạn như các tập đoàn Thái Lan đã thu tóm những thương hiệu bán lẻ và hàng điện tử của Việt Nam. Tuy nhiên, người dân có vẻ ok khi người Thái kiểm soát các cửa hàng này, vì dù sao thì người Thái đem hàng của họ sang còn có phẩm chất tốt và đáng tin cậy hơn là hàng hóa độc hại của Tàu Cộng. Đó là chưa kể một loại buôn bán khác, buôn bán phụ nữ. Phụ nữ Việt Nam được quảng cáo ở các nước như Tàu, Đài Loan, Singapore và Đại Hàn. Chưa bao giờ người Việt Nam chịu nhục khi con gái Việt Nam được cho đứng trong lồng kiếng như là những món hàng để người ta qua lại ngắm nghía và trả giá. Thử hỏi có người Việt Nam nào tự hào? Làm sao mà chúng ta tự hào được thưa quý vị, khi mà đồng hương của mình bị đem ra rao bán như thế chứ? Xin đừng có nói đó là những trường hợp cá biệt. Đó là tín hiệu cho thấy một đất nước đang bị suy thoái về đạo đức xã hội. Điểm thứ ba, tham nhũng tràn lan. Không cần phải nhờ đến tổ chức minh bạch quốc tế, chúng ta mới biết Việt Nam là một trong những nước tham nhũng nhất thế giới. Chỉ cần tiếp xúc với hải quan hay bất cứ cơ quan công quyền nào, người dân đều có thể nếm mùi tham nhũng. Tham nhũng từ dưới lên trên, từ bên này sang bên kia, từ cấp thấp đến cấp cao. Có khi tham nhũng công khai và kẻ vòi tiền mặc cả cái giá mà không hề xấu hổ. Các cơ quan nhà nước phải hối lộ các cơ quan nhà nước khác. Họ xem đó là bình thường. Ngay cả những ngành dịch vụ tưởng như là trí thức, như giáo dục và y tế mà cũng tham nhũng. Và vì họ có học nên tham nhũng ở hai ngành này nó còn tinh tế hơn các ngành khác. Có thể nói là tham nhũng và hối lộ đã trở thành một thứ văn hóa. Cái văn hóa này nó ăn sâu vào trong não trạng của cán bộ nhà nước. Mà đã là văn hóa thì nó rất khó xóa bỏ một sớm một chiều. Ngay cả ông Tổng Phú Trọng còn thú nhận rằng trạng tham nhũng như ghẻ ruồi rất ngứa ngáy và khó chịu. Nhưng cho đến nay ông cũng không làm được cái gì để giảm tình trạng này. Điểm thứ tư, xã hội bất an. Có thể nói không ngoa rằng Việt Nam là một xã hội bất an. Đọc báo hàng ngày thấy tin tức về tội phạm dày đặc khắp nơi. Chẳng những sự phổ biến của tội phạm mà sự manh động của các vụ án càng ngày càng táo tợn. Chưa nơi nào có những vụ giết người vô cớ như ở Việt Nam. Chỉ một cái nhìn cũng có thể dẫn đến cái chết. Đáng ngại nhất là tội phạm đã lan tràn về tận vùng quê. Ở quê tôi đó, nơi mà ngày xưa là một làng êm ả, ngày nay là một cộng đồng bất an vì những vụ chém giết xảy ra hầu như hàng tuần. Người dân dưới quê cảm thấy mệt mỏi, không muốn nuôi trồng gì nữa vì nạn trộm cắp hoành hành triền miên. Nuôi cá chưa đủ lớn thì đã bị trộm câu mất. Trồng một cái cây mít, trái chưa chín thì đã có trộm hái giùm. Chưa bao giờ tình trạng trộm cắp phổ biến như hiện nay ở vùng nông thôn. Đó là chưa nói đến tai nạn giao thông vốn còn kinh hoàng hơn cả trộm cắp. Ở Việt Nam, bước ra đường là chấp nhận rủi ro tai nạn, thậm chí chết vì sự hỗn loạn của hệ thống giao thông. Thật vậy, tai nạn giao thông ở Việt Nam đã và đang trở thành nỗi kinh hoàng của không chỉ người dân địa phương mà còn ở du khách. Một dạng bất an khác là mất an toàn thực phẩm. Có thể nói rằng đây là vấn đề làm cho cả dân số quan tâm nhất, theo như kết quả của một cuộc điều tra xã hội đã chỉ ra như vậy. Toàn dân quan tâm đến thực phẩm bẩn. Đi đến đâu ở bất cứ thời điểm nào người ta cũng nói đến những loại hàng hóa độc hại được tuồn vào thị trường Việt Nam từ một cái nguồn quen thuộc, đó là Tàu Cộng. Ngay cả ở dưới quê tôi, người dân còn không dám mua trái cây có xuất xứ từ Tàu. Không một nông sản nào của Tàu sản xuất mà được xem là an toàn cả. Ngày nay, ngay cả các bợm nhậu cũng e dè những món ăn ở nhà hàng quán nhậu vì không ai dám chắc đó là hàng hóa của Việt Nam hay của Tàu. Nhưng điều đáng buồn nhất là sự tiếp tay của các doanh nghiệp Việt Nam để cho hàng hóa Tàu hoành hành đất nước ta và đầu độc dân tộc ta. Thật không ngoa khi gọi những doanh nghiệp này là gian thương. Và cũng không ngoa để nói rằng gian thương cấu kết với những cán bộ tham nhũng đang giết chết kinh tế nước nhà và người dân. Điểm thứ năm, trí thức không có tiếng nói, không có phản đối. Theo dõi báo chí ở Việt Nam, dễ dàng thấy sự trống vắng tiếng nói của giới trí thức. Trước một sự kiện tương đối quan trọng như Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam mà không hề có bất cứ một bình luận độc lập nào, không hề có một bài phân tích về các nhân vật chóp bu trong đảng, hoàn toàn không có một phát biểu mang tính viễn kiến của bất cứ một nhân vật lãnh đạo tương lai nào cả. Thay vào đó là những tiếng nói của những người mang danh sư sĩ, nhưng cách họ nói và ngôn từ của họ, ngôn ngữ của họ thì chẳng khác gì cái sự cò mồi là bao nhiêu cả. Trước hiện tình đất nước, giới có học nói chung có vẻ lãnh đạm, họ không quan tâm, họ thường chạy trốn thực tế bằng cách biện minh rằng chỉ lo việc chuyên môn. Thực ra cũng khó trách họ, vì nếu họ nói ra những ý kiến thì có thể sẽ bị phạt nặng nề, thậm chí là bị tù đày. Ngay cả yêu nước là một tình cảm thiêng liêng mà cũng phải được tổ chức cho phép nữa cơ. xã hội đối xử với giới trí thức như thế thì làm sao mà bền vững được. Điểm thứ 6, guồng máy quản lý bất tài. Thực ra, sự bất tài của quan chức nhà nước không còn gì là bí mật. Vì bất tài nên họ thường sản xuất ra những quy định hài hước và có khi cực kỳ vô lý và phi khoa học. Chúng ta còn nhớ trước đây, họ cho ra những quy định mang danh ngực nở chân dài để được lái xe ô tô. Gây ra một trận cười cấp quốc gia. Trời đất ơi, để được lái xe ô tô cần phải có ngực nở chân dài thưa quý vị. Tưởng như thế đã là hy hữu, ai ngờ họ lại tái xuất với một quy định trời ơi đất hỡi, xe ô tô 4 bánh phải có bình chữa cháy. Quy định này làm trò cười cho cả thế giới và các hãng sản xuất xe hơi. Tưởng quy định như thế đã là vô lý, họ còn cho ra một quy định trên trời nữa như xe trên 10 chỗ ngồi phải có găng tay và khẩu trang lọc độc. Tất nhiên, không phải ai trong guồng máy nhà nước cũng đều là bất tài, vẫn có người tài đó. Nhưng cái ấn tượng chung mà người dân có thì đó là một guồng máy gồm những người bất tài ăn bám nhân dân. Xe mà trên 10 người thì phải có găng tay và cái đồ lọc chống độc. Cái điều này anh Chi khó hiểu quá. Cái điểm thứ 7, tuy bất tài nhưng guồng máy đó rất giỏi trong việc hành hạ dân. Sự hành hạ của guồng máy quản lý và hành chính của Việt Nam phải nói là vô song, vô địch trên thế giới. Đối với người dân, có việc đến cổng công đường là một nỗi sợ, là một cơn ác mộng. Hầu như không có một việc gì từ nhỏ đến lớn mà trôi chảy lần đầu khi đến gặp các quan chức nhà nước. Tôi về quê và nghe nhiều câu chuyện hành dân mà nói theo tiếng Anh là incredible, không thể tin được. Chỉ cần cái họ viết sai dấu như Nguyễn mà viết dấu hỏi thay vì viết dấu ngã là cũng bị hành và tốn tiền triệu. Những cái lỗi sai chính tả đó là của họ, quan chức cán bộ đó, nhưng mà họ vẫn hành dân một cách vô tư. Họ tìm đủ mọi cách, mọi lúc để đá dân từ cơ quan này sang cơ quan khác và biến dân như trái banh để cho họ làm tiền. Thực dân Pháp ngày xưa có lẽ cũng không có hành dân nước ta giống như cán bộ nhà nước ngày nay. Năm 2016 đó, Việt Nam tham gia cộng đồng kinh tế ASEAN. Mục tiêu là hình thành một cộng đồng kinh tế có khả năng cạnh tranh cao, hàng hóa và dịch vụ đầu tư sẽ tự do lưu chuyển giữa các nước thành viên. Tôi ghé thăm một đại học lớn ở Thái Lan vào năm 2013 và giới trí thức bên đó đã bàn rất nhiều về viễn cảnh này. Họ tư vấn cho chính phủ để chuẩn bị hòa nhập vào cộng đồng kinh tế ASEAN. Nhưng ngạc nhiên thay, ở Việt Nam rất ít thảo luận về cộng đồng kinh tế ASEAN và những tác động của nó đến cuộc sống của người dân. Nhưng với tình trạng suy thoái, đất nước bị bán, bị tham nhũng tràn lan, xã hội bất an, trí thức không có tiếng nói, guồng máy quản lý bất tài nhưng giỏi hành dân, thì không nói ra, chúng ta cũng biết là khả năng cạnh tranh của Việt Nam không cao trong cộng đồng kinh tế ASEAN. Khả năng cạnh tranh không cao rất có thể dẫn đến nguy cơ lệ thuộc. Tái bút nha. Nhiều người khi đọc những cái bài và ý kiến như thế này thì thường hỏi một cách hằn học rằng ông có phải là người Việt Nam hay không mà phê phán đất nước như thế? Ông đã làm được gì cho đất nước này? Hay nói thì hay, vậy giải pháp là gì? Vân vân. Tôi nghĩ những câu hỏi đó không tốt mấy và có phần lạc đề. Vấn đề là cái xấu đang hoành hành đất nước này chứ đâu phải tôi là ai hay tôi đã làm được gì cho đất nước. Chẳng lẽ chỉ có người có công và đóng góp cho đất nước thì mới được phép phê bình hay sao? Nghĩ như thế thì e rằng quá nhỏ mọn. Mà muốn biết tôi đã làm gì thì cũng chẳng khó khăn gì trong cái thời đại Google này. Giải pháp nó nằm ngay ở mỗi cá nhân chúng ta. Mỗi người cần phải làm tốt và sống tử tế là giải pháp tốt nhất để đẩy lùi cái ác, cái xấu, cái bất công, cái bất cập trong xã hội. Anh Chi cảm ơn quý vị đã theo dõi bài viết của giáo sư bác sĩ Nguyễn Văn Tuấn và xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của TTV. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.